Với phương châm tôn vinh những giá trị đích thực của phái đẹp, mừng ngày phụ nữ Việt Nam, PNJ lan tỏa thông điệp sự thấu hiểu là món quà vô giá đi cùng với các quà tặng và ưu đãi hấp dẫn. Từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, PNJ mang đến chương trình ưu đãi quà tặng dành cho phái đẹp là chiếc cài áo thời trang khi khách hàng mua trang sức vàng. Đặc biệt điểm nhấn của chương trình khi khách hàng mua sắm và sưu tập đủ bộ 3 chữ PNJ sẽ có cơ hội sở hữu kim cương viên. Không chỉ là thương hiệu trang sức đẳng cấp tôn vinh phái đẹp, PNJ còn đóng vai trò như người kể chuyện, gửi đi nhiều thông điệp sâu sắc dành cho phụ nữ theo một cách sáng tạo và cảm xúc nhất. Bên cạnh đó, PNJ còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm tại hệ thống PNJ ở một số trung tâm thương mại, siêu thị vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi tham gia thử thách cùng PNJ, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 1.200.000 đồng và quà tặng đặc biệt dành riêng cho phái đẹp.